Đó, rất là mạnh luôn, mới có mức 4 rồi đấy. Cảm thấy là nó kéo cái cơ rất là mạnh. À, xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại kênh của mình nhé. Ngày này giới thiệu đến các bạn một cái mẫu máy massage mini. Đó. Mẫu này thì đang cực kỳ hot nhé, rất là đa năng dùng cho mọi lứa tuổi luôn. Đó, đi kèm theo cái sản phẩm là sẽ có hai miếng dán. Ừ, tặng kèm cho các bạn thêm một miếng nữa, hai miếng dán để các bạn sử dụng. Đây mình cũng hướng dẫn các bạn sử dụng cũng như là cái cách thức sử dụng luôn nhé. Thì cái miếng dán này thì các bạn sẽ bấm vào như kiểu dạng cái khuy cúc áo ấy. Đó, các bạn bấm vào trong cái máy này là được. Bản mini này rất là nhỏ gọn nhưng nó cực kỳ đa năng nhá, rất là mạnh. Đây giờ mình cũng đi test thử cho các bạn tham khảo cái chức năng của nó. Ở đây cái miếng dán nó sẽ có một cái lớp miếng bảo vệ như này, thì các bạn lưu ý là khi các bạn bóc ra sử dụng ấy, thì các bạn giữ lại các cái miếng này để quá trình sử dụng xong các bạn lại dán lại để tránh bụi bẩn nó bám vào cái lớp keo này thì mình sẽ không sử dụng được nhiều lần nhé. Đó, thì cái miếng dán này thì nó sẽ có một cái lớp keo dẫn điện như này, kèm theo là một cái phụ kiện là cái dây sạc. Đó, để sạc cho cái máy. Cái sản phẩm này thì dùng sạc cho nên là nó rất là tiện và bền nhé. Đây à, mình sẽ dán vào trong một cái test thử cái máy cho các bạn tham khảo này. Lưu ý là khi sử dụng nhé, thì các bạn đặc biệt là các bạn mới nhé, thì sử dụng cái số tốc độ nhỏ thôi nhé. Và muốn sử dụng thì các bạn phải dán vào trong các cái vị trí cần massage trước, rồi mới bật máy, tránh cái việc các bạn giật mình đấy. Máy thì có 8 chế độ và 23 mức độ cao thấp nhé. Đây để bật máy này. Đó, cái nút M này là để chọn các cái chế độ khác nhau. Mỗi bên là một chế độ, 8 cái chế độ khác nhau và cộng trừ để tăng giảm cái cường độ nhé. Đây mình bật này. Đó, đây là cái mức đầu tiên, nó rất là nhẹ thì các bạn nên để số 1 nhé. Nó có 23 số nên là nó rất là mạnh. Nên mình cũng chưa dùng quen nên mình chỉ dùng các cái số nhỏ thôi. Đây, chế độ 2 này. Đó, các bạn có thể thấy nó co cái cơ không ạ? Tăng cái này lên này. Đó, nó co càng mạnh hơn. Đó. Rất nhiều chế độ massage nhé. Cái này đặc biệt là các bạn massage ở các chế độ cổ vai gáy thì ở các vị trí cổ vai gáy thì cực kỳ thích luôn. Đó. Tăng lên mức 3 này. Đó, các cái vùng cơ nó sẽ kéo cơ. Cái máy này thì là chế độ 4 này. Đó, cực kỳ thích luôn nhé các bạn nhé. Các bạn nào quan tâm đến sản phẩm thì alo trực tiếp đến số điện thoại đang hiển thị trên màn hình cho bên mình nhé. Để được bên mình hỗ trợ tư vấn. Đó, rất là mạnh luôn. Mới có mức 4 rồi đấy. Cảm thấy là nó kéo cái cơ rất là mạnh luôn rồi. Bạn nào mà đã từng đi châm cứu thì sử dụng các cái máy như này rất là quen. Nhưng bạn mới thì sẽ cảm giác như điện giật nên là sẽ sợ, nhưng một hai lần thôi, nhưng mà ở mức nhỏ tăng dần lên thì nó rất là thoải mái luôn. Đó. Đó, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này nhé. Quan tâm đến sản phẩm thì alo trực tiếp đến số điện thoại đang hiển thị trên màn hình cho bên mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn.